Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, quan lưu dùng áp thấp tiếp tục gây mưa dừa, mưa to tại Bắc Bộ. Do đó các địa phương trong vùng ảnh hưởng, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc, cần chủ động sẵn sàng các phương án phòng chống sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Đây là một trong những yêu cầu của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tại cuộc họp ứng phó áp thấp nhiệt đới diễn ra vào hôm nay tại Hà Nội. Để ứng phó với hoàn lưu sau bão và mưa lớn tại Bắc Bộ, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa, kịp thời thông tin cảnh báo về tình hình mưa lũ, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng ảnh hưởng để giúp các địa phương và người dân chủ động trong công tác ứng phó. Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai các địa phương trong vùng ảnh hưởng chỉ đạo lực lượng xung kích tại các địa phương ra soát khơi thông dòng chảy, cấm biển nguy hiểm, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông an toàn tại các điểm xung yếu triển khai sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với tình huống sạt lở chia cắt, kiểm tra đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa sung yếu. Bên cạnh đó, văn phòng thường trực cũng yêu cầu các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão, duy trì lực lượng cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu xử lý khi có yêu cầu.